ha. Bây giờ cái này phải hình thì biến thành vector. Thì cái thứ nhất thì chúng ta sẽ dùng pen đó, chúng ta vẽ, dùng pen vẽ đồ lên là nó ra hình bàn tay đó. Thì cách này thì dĩ nhiên là được, nhưng mà nó hơi vất vả một xíu, ngồi vẽ nó lâu ha. Cách thứ hai là chúng ta có cách khác, chúng ta biến cái hình này nè, hình hình ảnh thành cái vector. Thì ở đây chúng ta làm như sau nè: bước 1 chọn đối tượng này, bước 2 ở đây nè chúng ta có chế độ image trace đó. Trace là giống như là nó cắt hình đó. Nó trace là nó cắt hình, nó theo vết đó, nó cắt hình. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn chế độ, là nó có nhiều chế độ lắm, bây giờ mình thử chọn chế độ này nó phù hợp. Ví dụ xài cái low fidelity nè. Đó, chọn là low fidelity ha. Làm xong rồi nhấn expand một cái. Nhấn expand một cái thì nó có cái hình này. Thì chúng ta chụp phải in group ra. Chụp phải in group ra thì chúng ta mới xóa cái bên ngoài đi. Xóa bên ngoài đi. Đó, thì chúng ta cần hình bên trong. Thì chọn tất cả các hình bên trong này chúng ta lại cộng lại với nhau lần nữa. Cộng lại với nhau. Cộng lại với nhau lần nữa. Đó, thì chúng ta có hình duy nhất này và đổi màu được. Ok, thành công rồi đó. Rồi, bây giờ thầy làm lại lần thứ hai nè. Ví dụ như là fireplace, chúng ta có cái hình bàn tay này ha. Thì hình bàn tay này á, biến hình ảnh thành vector, biến hình ảnh thành vector. Thì ở đây thì thầy sẽ chọn cái công cụ image tray nè, nhưng mà mình không bấm cái này liền đâu, mình chọn cái button bên cạnh đó, mình xổ xuống đó. Chọn button bên cạnh xổ xuống, mình chọn là low fidelity photo ha, chọn low thôi, chọn thấp thôi. Rồi bấm lên cái đó, bấm một cái thì nó tiến hành, nó sẽ trace cái hình ra. Sau khi làm xong rồi chúng ta bấm vô expand, bấm vô expand, expand này nè, bấm vô đây đó, ra cái hình này. Sau khi ra hình này rồi á thì chúng ta chuột phải chọn in group, là vỡ cái group này ra. Rồi chúng ta mới chọn mấy cái hình bên ngoài này, chúng ta xóa đi, chọn mấy cái đối tượng bên ngoài này nè, mấy cái hình như cái nền bên ngoài ra, còn lại bên trong. Bên trong thì do cái màu nó có sự khác nhau á, cho nên nó tạo ra nhiều cái hình. Thì chúng ta chọn hết tất cả, hết tất cả rồi chúng ta cộng lại với nhau, cộng lại với nhau thì nó dính lại với nhau, thì chúng ta sẽ có hình bàn tay như thế này đó. Rồi thì sau khi có hình bàn tay này rồi á thì chúng ta mới ướm mấy cái test vô, ướm mấy cái test vô. Ví dụ hình này ướm mấy cái test vô thì hình này thì cắt ra dùng hình dùng cái con dao á, knife tool á, knife tool này cắt nè, chúng ta cắt cái này ra, cắt cái giải này ra đó. Thì mỗi ngón là một đối tượng rồi. Trên trong cái hình này thì chúng ta cắt thêm một miếng nữa chẳng hạn như vậy, miếng đây rồi miếng đây, miếng đây đó. Ok, cắt một số miếng như vậy. Thì mỗi miếng như vậy á, chúng ta nên tô mỗi màu khác nhau để mình có thể là mình đưa chữ vô cho nó chính xác hơn. Ví dụ vậy ha, thì mình đưa chữ vô, ví dụ mình gõ test, ví dụ mình gõ chữ bên đây nè, bên đây phong Arial bình thường thôi, cho nó đậm chút xíu ha, bên đây nè, rồi sẵn tiện copy xuống hàng loạt đi, Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Và Sunday. Ví dụ vậy ha, thì gọi một số test như vậy. Thì 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 rồi, 6 7 rồi, thêm hai chữ nữa. Đó, ví dụ như là happy. Rồi,
cuối cùng là chữ hen. À, ví dụ vậy nha. Thì bây giờ mấy cái chữ này mình đưa vô nè. À, lưu ý là mình chọn hết tất cả các chữ này mình cho nó xuống dưới cùng ha, từ trên xuống mỗi ngọc vuông cho xuống dưới cùng. Bây giờ mình đưa vô đây. À, nhưng mà không phải đưa vô là nó vô được liền đâu nha. Ví dụ cái này mình chọn hai cái này, object envelope distort with top object đó, nó bám như thế này là không được nè. Thì bây giờ mình sẽ mình thử xoay cái chữ này cho nó nằm như vậy trước, rồi một tí mình gắn vô sau. Đó, ví dụ như vậy là nó đỡ hơn ha, thì nó đoán đúng hơn. À, bám xong rồi á thì bây giờ cái này nè mình xoay lại, mình mới xoay lại thì nó báo như vậy thì nó đúng hơn đó. Rồi sau đó mình dùng chuột trắng á, mình có thể sửa mấy cái nốt này lại nè, nó cho cái chữ nó đi đúng hướng hơn nữa. Cái này phải ngồi chịu khó sửa lại chút xíu. Nói chung là mình sửa lại cho nó đẹp hơn thôi, chứ không sửa cũng được, nó đã bám như vậy rồi. Đó, nói chung là chữ Minh đây nó đã vô đây ha, Minh đây vô đây. Chữ Tish đây cũng tương tự như vậy nè. Bây giờ chúng ta đưa vô, phím tắt của cái này là Ctrl and C, thì chúng ta có thể dùng Ctrl and C thì nó đưa vô, nhưng mà có thể đưa vô không đúng thì mình có thể lật nó lại, xoay nó lại, rồi sau đó mình mới đưa vô là Ctrl and C cho nó đi vô đó, rồi mình mới lật lại thì nó mới hiểu. Đó, Tish đây nè. Rồi cứ như vậy đó, chúng ta đưa vô nha. À, cái này chúng ta cũng nên lật lại cái này, nhưng mà lật lại chúng ta nhấn shift á, để có góc đặc biệt là 90 độ, để có góc 90 độ thì lật lại, lật đi lật lại thì nó nhanh hơn. Đó nè, đỡ hơn rồi nè ha. Tại mình đứng chiều kia nó không hiểu là lật chiều nào, nó không hiểu hiểu chiều nào cho nên nó làm không được. Đây, chúng ta có thể bắt tay vào làm luôn được rồi nha.
Thầy sẽ dừng phim tại đây. Khỏi nặng phim.